Vào dạng sáng ngày 3 tháng 7, tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã xảy ra vụ nổ súng làm một cô gái tử vong. Qua điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ ba đối tượng liên quan là Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, chú tại Cờ Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong đó sáng là người trực tiếp nổ súng bắn đạn bi sắt làm nạn nhân tử vong. Đến ngày 5 tháng 7, công an thành phố đã bắt giữ Vũ Thành Quang, vận động Nguyễn Xuân Đạt đến phòng cảnh sát hình sự đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định truy nã đối với Đinh Xuân Sáng Xác định sáng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng. Sau 7 ngày đêm kiên trì truy bắt theo dấu đối tượng, đến khoảng 0 giờ 00 phút ngày 10 tháng 7, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và đồn biên phòng mỹ quý tây tỉnh long an bắt giữ đối tượng đinh xuân sáng khi đối tượng đang trên đường lần trốn tại khu vực biên giới việt nam campuchia sáng đã được di lý về hà nội để phục vụ công tác điều tra nhân thân bất hảo của đinh xuân sáng theo nguồn tin đinh xuân sáng có một tiền án liên quan đến ma túy và một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng sau khi thi hành án phạt tù sáng quay về quê nhà hà nam và tiếp tục tụ tập với đám bạn xấu song không có nhiều biểu hiện bất minh được biết sáng đã bỏ vợ và mới kết hôn với cô gái trẻ kém nhiều tuổi vợ chồng sáng gần đây vay vốn ngân hàng để đầu tư nông nghiệp bên cạnh đó hai nghi phạm còn lại của vụ việc là vũ thành quang và nguyễn xuân đạt cũng đều có tiền án về ma túy giống sáng ngoài ra nguyễn xuân đạt còn có tiền án về tội cố ý gây thương tích hai đối tượng này đều có nhân thân phức tạp và thường sống lang thang Trở lại với diễn biến vụ việc vào ngày, Sáng, Quang đạt gây ra cái chết của thiếu nữ 22 tuổi. Lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 7, nhóm 3 đối tượng này đến nhà một người bạn tại tổ ba, phường Thượng Thanh, quận Long Biên để chơi. Tại đây, khi nhóm của Quang và Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị Tây Quy Hát, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, là nạn nhân tử vong, đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Theo nguồn trên, án mạng bắt nguồn từ lời trêu chọc về cái đầu chọc của sáng. Thậm chí khi nghe sáng dọa, chọc đầu do từng ngồi tù vì giết người, thái độ bẫn cợt của đối phương vẫn không dừng, khiến hắn thức tối. Về đến nhà sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cờ Đông Hoàn Kiếm, Hà Nội, dù đi đánh nhau với nhóm của chị Hát. Cả ba lên xe ô tô, mang theo súng, kiểu súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo là dừng lại để nói chuyện, nhưng nhóm chị Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo, đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chờ chị Hát. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm của chị Hát, Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Theo dõi sự việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, tính mạng con người là điều cao quý nhất, mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác, trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Theo thông tin luật sư nắm được, xuất phát từ mâu thuẫn tại bữa tiệc sinh nhật giữa bạn trai của nữ nạn nhân với một nhóm thanh niên khác, hậu quả là nạn nhân quy hát đã tử vong do viên đạn dạng bi sắt bắn vào vùng trọng yếu trên cơ thể. Xét hành vi phạm tội của đối tượng, chỉ vì mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, hung thủ đã chuẩn bị đạn bi bắn trúng nạn nhân quy hát khiến thiếu nữ tử vong. Hành vi này đủ cấu thành tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm N khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ xem hành vi đối tượng sử dụng súng tự chế bắn đạn bi sắt, đây là loại vũ khí rất nguy hiểm tính mạng khi bắn ở cự ly khoảng cách gần. Luật sư cho hay, nếu kết quả giám định đạn bi sắt trên cơ thể của nạn nhân được bắn ra từ loại vũ khí tự chế có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ vũ khí quân dụng theo quy định tại điều 304 Bộ luật hình sự. Sáng ngày 5 tháng 7 tại nhà của nạn nhân Hát, khung cảnh tang thương buồn thảm. Rất nhiều người thân của Hát đang cùng nhau chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra, chờ việc khám nghiệm tử thi của Hát được hoàn tất để đón em trở về. Sau hai ngày nghe tin con gái gặp nạn, cơ thể bà Nguyễn Thị Quế là mẹ của Hát gần như không còn chút sức sống nào cả. Đôi mắt đỏ hoe, bà Quế nói trong tiếng nấc. Con gái của mẹ ơi, con nói mẹ phải sống lâu tới 100 tuổi để cho con dựa vào, Vậy mà sao con nỡ bỏ mẹ đi xa như vậy? Mẹ sống nhưng không còn con gái của mẹ nữa, mẹ sống làm sao đây?" Cố ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng, bà Quế kể lại, chiều ngày 2 tháng 7, con gái bà xin đi dự sinh nhật bạn cùng với người yêu, bà đã đồng ý, đến tối muộn chưa thấy hát về nên bà gọi điện cho con gái thì hát xin về muộn. Bà Quế tắt máy đi ngủ, đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau thì nhận được tin dữ. Anh Trần Quốc Việt là anh trai của Hát cũng đang cố kìm nén nỗi đau để thay mẹ tiếp đón người thân đến chia buồn nhưng bản thân anh vẫn chưa thể tin được chuyện xảy ra với em gái mình. Anh Việt kể lại sáng sớm hôm đó nhận được cuộc gọi từ người yêu của em gái thông báo em đang cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức. Tôi không nghĩ được gì liền lao đến bệnh viện nhưng khi tới nơi các bác sĩ thông báo 99% là không qua khỏi yêu cầu gọi tất cả người nhà đến. Lúc này mình tôi ngã quỵ, không nghĩ được gì hết, cũng không biết phải gọi điện thông báo cho mẹ như thế nào. Thực sự em hát mất quá oan ức, một đứa em quá ngoan ngoãn. Mình lớn từng này mà em vẫn phải quan tâm từng tí một. Mình lại cảnh gà trống nuôi con nên gần như con trai mình cũng một tay em chăm sóc. Ngồi gần đó là bà Hồng, là bác ruột của Hát chia sẻ. Hát là đứa cháu gái ngoan, biết nghe lời, hiểu chuyện và thương mẹ lắm. Nó còn nhỏ tuổi nhưng gần như là trụ cột của cả gia đình, cả về kinh tế và tinh thần. Mẹ nó thì sức khỏe yếu lắm, mắc bệnh phổi nên cơ thể lúc nào cũng gầy gò, không làm được việc nặng. Mọi việc trong gia đình đều do cháu gánh vác cả. Cháu nó chết quá oan uổng, chỉ mong là cơ quan điều tra sớm có kết luận để kẻ ác phải chịu hình phạt thích đáng. Bà Hát cũng cho biết thêm, chiều nay thi thể của Hát sẽ được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tổ chức tang lễ, sau đó gia đình sẽ đưa Hát về an táng tại nghĩa trang Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Ngày 10 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ nghi phạm Đinh Xuân Sáng, 40 tuổi, trú tại Hà Nam. Sáng là một trong ba nghi phạm tham gia bắn tử vong cô gái 22 tuổi tại quận Long Biên, Hà Nội. Công an Hà Nội thông tin, sau 7 ngày đêm kiên trì truy vết theo dấu nghi phạm, đến khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An, bắt giữ nghi phạm đinh xuân sáng khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới việt nam campuchia Trước đó, ngày 5 tháng 7, Công an Hà Nội cho biết sau hai ngày bỏ trốn, nghi phạm Nguyễn Xuân Đạt, 33 tuổi, chú quận Hoàn Kiếm, đã đến phòng cảnh sát hình sự đầu thú. Còn nghi phạm Vũ Thành Quang, 30 tuổi, chú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội bắt giữ vào tối ngày 3 tháng 7 tại Nam Định khi đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo công an, nghi phạm Đạt và Quang được có tiền án về các tội danh liên quan tới ma túy và cố ý gây thương tích. Theo điều tra, vào sáng ngày 3 tháng 7, Công an Hà Nội nhận được tin báo cô gái tên TQH, 22 tuổi, chú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Bước đầu Công an xác định, khoảng 19h30 ngày 2 tháng 7, chị Hát cùng một số người bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó nhóm Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị hát có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên, tỏ thái độ bực tức. Cả hai gọi cho Nguyễn Xuân Đạt dù đi đánh nhau với nhóm của chị hát Cả ba lên ô tô mang theo súng kiểu súng bắn đạn bi quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm này bảo chạy. Sáng điều khiển ô tô đuổi theo tới ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị Hát. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị Hát khiến chị này trúng đạn và tử vong sau đó. Sau khi gây án, các nghi phạm bỏ trốn. Như đã đưa thông tin, khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại địa bàn tỉnh Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt cũng đã đến phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đầu thú. Đây là hai trong số ba đối tượng chính trong vụ nổ súng khiến một cô gái trẻ tử vong xảy ra vào dạng sáng ngày 3 tháng 7 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Cơ quan điều tra xác định kẻ trực tiếp gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này hiện đang bỏ trốn là Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Theo tìm hiểu, Nguyễn Xuân Đạt và Vũ Thành Quang đều có nhân thân phức tạp và thường sống lang thang, như Vũ Thành Quang sinh năm 1994, tên này từng có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng ngôi nhà đã đăng ký thường trú đang do một người họ hàng trông coi. Quang có hai tiền án đều về tội danh liên quan đến ma túy, nhưng thường xuyên vắng nhà, quãng thời gian từng ở địa phương, tên này không có biểu hiện phức tạp và cũng không tỏ vẻ là tay anh chị xã hội, một cán bộ cơ sở phường Minh Khai nhớ lại. Tương tự Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú ở Vương Cớ Đông, quận Hoàn Kiếm, tên này có hai tiền án, một về tội danh liên quan đến ma túy, một về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng Đạt lâu nay cũng lấy trời làm màn đất làm chiếu và chủ yếu sinh sống làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Có thông tin cho biết, trước hôm xảy ra vụ nổ súng, Đạt vừa về Hà Nội và được đám bạn xã hội rủ đi chơi. Nhắc lại diễn biến vụ án, sáng ngày 3 tháng 7, Công an thành phố nhận được tin báo một người phụ nữ bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là TQH, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng gây án. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, chị Hát cùng một số bạn dự sinh nhật tại phương Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi khi nhóm của quang sáng ra về trước một người trong nhóm của chị hát đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của sáng về đến nhà sáng sáng và quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bức xúc rồi gọi cho nguyễn xuân đạt dù đi đánh nhau với nhóm của chị hát cả ba lên xe ô tô mang theo súng là kiểu súng bắn đạn bi quay lại quận long biên khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị Hát. Sáng chĩa chúng bắn về phía nhóm của chị Hát. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.